Xin chào các bạn, hôm trước thì mình đã từng có một cái video về chiếc Galaxy S7S đến từ Hàn Quốc rồi. Và trên tay mình hiện nay đang là một chiếc S7S khác đến từ thị trường Mỹ. Đây sẽ là video mình sẽ chia sẻ tất cả những điều các bạn cần biết về cái thiết bị này trước khi mua. Điều đầu tiên đó là tất cả những chiếc Galaxy S7S này nó đến từ thị trường Mỹ, vậy nên nó sẽ có con chip là Snapdragon 820 kèm theo 4GB RAM. Với con chip Snapdragon 820 thì cái hiệu năng nó không được đánh giá là quá nhanh so với những con chip cùng phân khúc là cao cấp. Nhưng mà có một cái điều rất là lợi thế, đó là con chip GPU Adreno 530 nó cực kỳ là bá đạo và mạnh mẽ. Vậy nên là nếu như các bạn cần một thiết bị để mà chơi game á, thì không cần phải bàn cãi gì nữa, đây chính là một cái thiết bị dành đến cho các bạn là tốt nhất để mà chơi game. Kèm theo với đó là chúng ta có một cái viên pin dung lượng khá là lớn, lên tới là 3600 mAh. Và đánh giá ở thời lượng pin thì Samsung Galaxy S7S cũng vượt mặt rất nhiều đối thủ của mình ở cái phân khúc cao cấp, và đạt là một trong những sản phẩm cao cấp có cái thời lượng dàn pin tốt nhất. Ok, vậy thì các bạn sẽ cần phải quan tâm đến những thứ tiếp theo nữa sau đây. Điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái nhà mạng, T-Mobile này, AT&T này, Verizon này, Sprint này, rồi hình như là hết rồi. Thì với cái phiên bản mình đang có trên tay đây thì nó có cái mã đó là G935P và nó đến từ nhà mạng Sprint. Có cái sự khác biệt nào giữa những cái nhà mạng này hay không thì mình có chia sẻ rằng là có những thứ khác biệt nhất định một chút, nhưng cũng không quá là nhiều. Và có một điều đáng vui đó là với tất cả những cái mã sản phẩm như thế này thì nó đều có thể up sang được cái phiên bản, đó là SMG935U, là một cái phiên bản ROM quốc tế của những con chip Snapdragon. Vậy nên là các bạn có thể sử dụng nó như những phiên bản quốc tế một SIM mà không gặp bất cứ một khó khăn nào cả. Đơn giản chúng ta sẽ chỉ cần lắp SIM vào và chúng ta sử dụng mà thôi. Bởi vì trước khi bán đến tay các bạn thì tất cả những cửa hàng, các shop đã phải chịu trách nhiệm đó là unlock sản phẩm này rồi. Điều tiếp theo đó là mức giá. Thì như hôm trước mình có nói là phiên bản đến từ Hàn Quốc nó sẽ có mức giá cao hơn so với những thiết bị đến từ Mỹ như thế này. Và cụ thể hơn với những chiếc Galaxy S7S Mỹ mình tham khảo tại hoangmobile.com thì mức giá nó chưa đến 10 triệu đồng. Nó sẽ chỉ dao động trong khoảng tầm hơn 9 triệu cho tới khoảng gần 10 triệu tùy từng cái phiên bản màu sắc của máy mà thôi. Đây là một cái mức giá thực sự mà mình nói rằng khá là sốc và nó rất là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Tuy rằng là chúng ta có một chiếc là flagship cho năm 2016 nhá. Tuổi đời của nó cũng chỉ mới khoảng có gần 1 năm mà thôi, mà mức giá hiện tại đã quá thơm rồi. Galaxy S7S bán chính hãng tại thị trường Việt Nam hiện tại vẫn sẽ giữ ở mức giá khoảng tầm 16 triệu. Và với những thiết bị đến từ Mỹ, các bạn sẽ chỉ mất có khoảng tầm đó là chưa đến 10 triệu mà thôi. Và các bạn cũng phải lưu ý thêm một điều tiếp theo nữa, đó là những thiết bị đến từ Mỹ như thế này thì nó chưa tìm được cách để mốt sang sử dụng hai SIM, và các bạn sẽ phải chấp nhận số phận đó là dùng một SIM mà thôi. Còn lại thì với Samsung Galaxy S7S, có lẽ rằng không có một cái thứ gì để mà chê ở sản phẩm này nữa rồi. Thiết kế rất đẹp, hai mặt kính sang trọng bóng bẩy, cong từ trước cho đến đằng sau. Cái cảm giác cầm nắm trong lòng bàn tay cũng thực sự rất là tốt. Kích thước màn hình lớn lên tới là 5,5 inch, nhưng khả năng tối ưu diện tích mặt trước của Galaxy S7S cũng rất ấn tượng. Khi mà chúng ta có một cái kích thước tổng thể cùng là 5,5 inch nhưng nhỏ hơn so với iPhone 6 Plus cũng là quá nhiều. Bên cạnh đó, thời lượng pin ấn tượng, camera đẹp, hiệu năng tốt và cái sự cập nhật phần mềm về lâu về dài thì nó vẫn được Samsung rất là đảm bảo. Và đây chính là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn trong dịp Tết này. Các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Hãy comment xuống phía bên dưới nhé. Cảm ơn hoangmobile.com đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video này. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube sau khi xem xong video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!